Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Học viện IT. Sau khi mà cài đặt Windows 11 thì một số máy tính đang gặp phải tình trạng đấy là nhiều ứng dụng khởi động cùng một lúc. Điều này thì khiến cho người dùng gặp phải khá là nhiều phiền toái. Và việc tắt các ứng dụng khởi động cùng Windows 11 cũng là một trong các cái thủ thuật để giúp cho máy tính trở nên nhanh hơn, mượt mà hơn cũng như là tiết kiệm thời gian khởi động hơn. Vậy thì cách để tắt các ứng dụng khởi động cùng Windows 11 như thế nào thì hãy cùng theo dõi video sau đây từ Học viện IT nhé. Một đó chính là sử dụng cài đặt. Bước đầu tiên thì bạn truy cập vào biểu tượng setting hoặc là nhấn tổ hợp phím Windows Y. Sau đó thì click chọn mục Apps, chọn Startup. Tại đây thì bạn sẽ thấy các ứng dụng auto khởi động cùng Windows 11 và muốn tắt ứng dụng nào thì hãy gạt thanh Off để tắt các ứng dụng khi khởi động. Cách số 2 đấy là sử dụng Task Manager. Bước đầu tiên thì bạn nhấn chọn vào biểu tượng tìm kiếm, nhập Task Manager vào thanh tìm kiếm và click vào kết quả tìm được. Bước số 2 thì bạn chọn Startup. Tại đây bạn cũng sẽ thấy một cái danh sách các ứng dụng khởi động của Windows 11. Và bước số 3, bạn nhấn vào các ứng dụng cần tắt và chọn Disable. Nếu muốn bật khởi động cho một chương trình nào đó thì các bạn click chuột phải vào chương trình đó và chọn Enable. Cách số 3 đấy là sử dụng Task Scheduler. Đầu tiên thì các bạn cũng tìm kiếm Task Scheduler và click vào chọn kết quả tìm được. Sau đó thì nhấn chọn Task Scheduler Library và click chọn vào Opera Scheduler. Bước số 3 thì bạn click chọn Disable trong ngăn tác vụ ở bên phải. Các chương trình và ứng dụng đã chọn thì sẽ bị vô hiệu hóa tải khi khởi động. Cách số 4 đấy là sử dụng msconfig. Bước 1, bạn nhấn tổ hợp phím Windows R để mở hộp thoại Run, sau đó nhấn msconfig và nhấn Enter. Bước số 2, nhấn thẻ Startup sau đó là nhấn Open Task Manager. Bước số 3, tại đây thì nếu mà bạn không nhìn thấy giao diện đầy đủ thì bạn có thể nhấn vào More Details, sau đó thì tìm và nhấn vào thẻ Startup. Và cuối cùng là bước số 4, chọn ứng dụng muốn tắt khởi động cùng Windows 11 và nhấn vào nút Disable. Việc tắt các ứng dụng khởi động cùng Windows 11 thì sẽ giúp cho máy tính của chúng ta trở nên nhanh hơn. Tuy nhiên một cái sai lầm mà người dùng thường xuyên mắc phải đấy là khi mà tắt thì chúng ta thường tắt toàn bộ các cái ứng dụng khởi động cùng Windows, bao gồm cả những cái phần mềm diệt virus hay là những cái phần mềm quan trọng. Điều này vô tình khiến cho máy tính của chúng ta trở nên mỏng manh hơn cũng như là dễ gặp các cái rủi ro hơn. Vậy nên một điều cần lưu ý khi mà tắt thì chúng ta cần phải xác định được rằng phần mềm nào là phần mềm quan trọng, phần mềm nào là không để chúng ta có thể cân nhắc việc tắt nó đi hay không nhé. Trên đây là toàn bộ chia sẻ từ Học viện IT về cách tắt ứng dụng khởi động cùng Windows 11. Hy vọng là với những chia sẻ trên thì sẽ giúp cho máy tính của các bạn trơn tru và mượt mà hơn. Nếu thấy video hữu ích đừng quên nhấn like, share cũng như là subscribe cho kênh Học viện IT nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.